Morning, everyone. Welcome back to our MMT program for today. This is another new grammar lesson that I'm going to show you about the difference between make and do. All right, everyone may know about make and do. Here is do, here is make. And what to do with make and do? What is the differences between using towards them? Because that might be confusing in using those two words in English. Some know how to do, but some not really know well. So today, I will take these advantages of using these two to help you to improve your English for daily use. Chẳng không thay đấy nhưng đừng thưa cả report đẹp tông cho mỗi những phim có khnhi ở viên cả prapra make hay đừng do bạn của miền cả prapra chật lòng khnhi trán ở viên make hay đừng do chẳng cả lại nick nhom thưa cả report chân chia chấm nốt chân chỉ phần này đập bay miền phim ghi số không cả bài chạy nhé chân một ôn ai mưa khơi nơi cho nó chẳng ổn ní dương ca pra pra đu lại đi dương miền bấy hay ca pra pra make miền hụt đỏ pram chẳng chứ tôi tới cái pra pra make cho là dương đu nơi phía là dương pra cho mùi nâng bị xây tiết đó nè. Ok, so what to do with those two words? Alright, like we gonna use do with work, jobs and tasks. Okay, work, jobs and tasks. Chẳng những pra do cho mùi nâng work cả nghĩa jobs mục là bó rồi có cả nghĩa tasks có cả nghĩa đại tại cái này nâng dương miền bịp xe như thế này cho này ná dương miền work dương miền jobs dương miền tasks dương miền career dương miền labor cái nhé chẳng vì ai bộ xem cái này tại vì khác cả bộ việc mà bà đài nhưng bộ ai ta mà quay tam phải vô tam clear để dân thử bộ chứng đó nè tại còn là tha bởi dân thử cả bài chạy vì mình cả bài chạy xin cho ra tiền chứng tam ca chọn trăm một nhóm cho mình phần để tôi cho mỗi càng nghĩa nữa nhưng mình work nhưng mình jobs nhưng mình task dương miền labor dương miền career thế nhé rồi có dương ai tập tục business có vì ai đài dương là vì đi bên đây còn là tu tới kia chỉ thầm pram nữa số business vì thùng đó chân vương dương ai bộ thà cả nghe jobs dương ai một thà một bộ dân tới task cái khác của dương bộ thà cả nghe đài đó ok chân cái này nhom ở bậc career dương ai bộ thà chip labor nhưng ai bỏ thật cả nghĩa đây tại còn là cả nghĩa nó bị bẹp con bị ai cắt đầu rùm đó chẳng nhưng mình bàn bây giờ chẳng tế tại tôi một biệt đó nó còn là đăng thả dương pra đu cho mùi nâng work jobs hay nâng task ok à, lấy dương mở đó do the housework ok do the housework do your homework do the good job do your chores dương miền bị chores cho nó càng nghiệp tẹt thế nè vì chỉ phần này mùi ok chẳng dương mơ nè do do homework do housework thôi càng nghiệp tẹt do your homework càng nghiệp tẹt đấy tay này tẹt tôi cho mùi càng nghiệp sala nè miền này tha cách ca sala để đợi phần được tẹt anh ấy càng nghiệp tẹt tẹt sầm bay chu tóc chu chan đầm mai liên chân này nè housework cho làm housework hay là homework đó homework miền này thá càng nghĩ đại cụ đã ấy một thứ được tiền càng nghĩ là đó do a good job ok thôi càng nghĩ hỏi là o rồi thôi càng nghĩ bạn là o do your chores anh ấy có thôi càng nghĩ tiền đại chores thì càng nghĩ được tiền với sự điện housework đại đó chores do your chores. Alright, chẳng dương mình ai pra make bàn tế cái lại nế mình ai make homework, make housework, make a good job ở bàn tế dương pra do, ok?
Cho nói tí pít tại tôn cho môi nâng non-specific activities cho môi nâng sẽ cao một phép đá mình chứ bắt lùa ok sẽ cao một phép đá mình chứ bắt lùa hô tiêu tha do something do nothing do anything do everything nhưng mình ai phải make something make nothing thì nha chẳng tại tôn cho môi nâng do something thua vậy mùi do nothing mình thua vậy chẳng oh. Do anything thưa ai mùi chụp nôn do everything thưa vậy vậy chẳng oh. Chẳng biết chứ mà khi các đau lưu sẽ cao một hiệp đại mình chứ mà loa dương trời pra do ok đi chia cho nó tìm bì nè alright cho nó tìm bày replace verb when or with ok chẳng dương ai thay đô kể giả sắp được về đại vì chứ loa nó bây giờ dương prao tới vì miền này sạp bàn dương ai đồ bàn á tại cái đồng này dương trở prao đu sân á rồi dương ai đồ trên bị đu tới prao kể giả sạp ếp xên tiệt bàn của tí hồ do your hair ok do the dishes do the exam do the laundry ok chẳng do your hair thoa mà ra do your hair thu sọ rồi bỏ nè lại nâng tẹt tông cho môi nâng cặp xo rồi có dương à liền xo ấy đu cho hair nó về cái đầu luôn tay cho tu từ và những cọ xo những phải wash your hair tập về những cắt xo cut your hair phần đấy bà cho tu từ bị nâng thom lá xo nhưng mà ai cắt luôn ai bàn tề chẳng dương thá have your hair cut ấy chẳng tự nè have your hair cut tự cắt xo ấy chẳng tự I will go to have my hair cut. Nhóm nâng tới cắt sọ. Tới cắt sọ này mình này thá tới cái lại chiên rồi cái cắt ao. Đó là do your hair. Anh ấy mình dân à cắt sọ luôn ai như được có liên sọ. Cắt sọ ấy luôn ai nè. Còn nãy dân ai cái đồ bàn tới chỉ bị ếp xây tiết nó bị lại về miền này chứ bắt luôn. Do the dishes. Ok, do the dishes là tôi chỉ muốn điểm trả này. Chẳng chúng tôi đã kể bà bị wash your dishes. Reward the dishes. Do the exam. Ok, do exam. Do the dishes này mê liên trang. Do the exam này dương prolong. Tại tôi chỉ muốn prolong. Chẳng prolong dương ai bà bị take the exam. Ok, take the exam. Thưa ca prolong đại nó dương ai bà đồ bàn. Do the laundry. Do the laundry. Mê này thật thưa ca bỏ cuộn. Đói mà xin chẳng cứ dương ai bà bị wash the clothes in the laundry. Ok. Rồi có wash the clothes. Dương thử. Bảo cụ nè. Bảo cụ đại đai rồi có đói mà xin ấy dương. Chẳng tiệt tử nè. Chẳng dương ai bà đồ bàn cái lấy nè miền này tha biệt. Dương ai bà đồ bàn bảo sân bảo vía. Chẹt sân đai miền này chứ bà lô ai. Ai bà bàn chẳng dương có ai bà đồ bàn. Chẳng ở đây xa video dương miền bị trả nhưng thôi cả bài chạy mấy khả năng đủ bê khá nhóm ở miền ủ tí ho ao vụ đời xa bao dương ao ủ tí ho tới hiện quen bị chẳng nhóm nâng thôi cả bài chạy ở sân hay khi nhóm ai phí dìm lực ủ tí ho khá khá đảm bây bóng ôn cho tới bảo bàn tại mình bàn tiền ở tí ok tỏ à lấy dương chôn mà đòi make chẳng tạ tôn cho mùi nâng food drink and meals và chẳng dương tạ tôn cho mùi food chẳng này ha tạ tôn cho mùi drink his chair meals meal này có chia chẳng này ha đại tại kana kê prao bị food mê này tu tử chẳng này ha tu tử tại bởi kê prao bị meals chẳng này ha đại kê bài chạy thiệt chớn cứ miễn bay bèo toàn ấy dương miễn breakfast dương miễn lunch dương miễn dinner chẳng là nó chỉ meal bao nhiêu ngày thì tôi tới cứ dùng miền bầy đằng tay à dùng miền snack ok snack miền này thả hà sầm rán rồi cứ dùng miền super hà bàn thêm anh đang cứ chơi trong meal đấy tay chỉ tôi tới meals dùng prime meals dùng miền bầy bèo nhé tay à hà xem xây tiết anh đang có nơi trong meal tay đòi dùng prime food hà đấy tay về ai chạy tôi chỉ muốn được một mà hộp đi rồi gọi hà dương nhằm chẳng anh mình chẳng anh bị thi này bị thi nụ chân tử ná hay drink
tại tôi mùi nâng phía chạy bay chạy tiết biến soft drink hay nâng alcohol drink và chẳng dân biến là soft drink biến là hà mình chịu vắng thì alcohol drink ha không mà sorry đó là ha phía chạy đại miền chiết sở vắng đồ chỉ beer đồ chỉ wine là sẽ bia hay nâng sra đo bởi chẳng tới nè chẳng tại tôi chung môi tiếng Anh dân trở ra make a cake, make breakfast, make dinner, make a cup of coffee, okay? Chẳng, để tôi cho mùi nâng hà hay nâng phía chết, dương pra bị make, nhé, make a cake, thử nôm, make breakfast, cứ dương chấm ăn hà bị bớt, okay? Make dinner, dương chấm ăn hà bị lửng nghĩa, make a cup of coffee, chong a phê một cao. Hay dân ai trap same thing bên nâng tẹt tôi cho mỗi nâng hai hai nâng phía chạy make a wine như chân tờ ná dân phụ xa ấy chân màu. Ok, make a cup of tea chân màu ná. I want to make a cup of tea chân màu nhưng chong chong phê một cao. Can you make me a cup of tea này chong tay nhưng mà mà kêu bàn ớt, mà bên bàn ớt, chẳng tự ná. Ok, chân food, drink, meals, nhân ra, make. Ok. Tiếp tôn cho mùi nâng tiếp xây tiết là nhân ra make đấy. Nhân miền product material or origin. Ok, product material. Miền này thà là bọc ra. Origin, vì à chỉ bọc. Original rồi bỏ đám là dựng dựa màu bắt cao bắt lật trên dưới xây chẳng màu ná origin ná vì original rồi bỏ đám chẳng dựng trở ra make of gold made of gold made from grapes made in China made by me chẳng dựng thả ra make hay đấy lại ní tôi chỉ made vô thoa mà đá, anh ấy tự chỉ môi lầm bó cứ dân trời pra chỉ passive passive miền này thá bật thiên bần phư cao mà bọt tê cứ bật thiên nâng rong ẩm phư miền này thằng goal miền nâng phư màu bị ấy miền nâng mần ai phư luôn ai bán tê cứ nẹ đợt tới gót phá lật miền nâng miền này thá gót chân này vì gót ấy dân tử chẳng dân miền bị made of gold made of silver ấy chẳng tự ná thưa màu bị mía thưa màu bị pra ấy chẳng tự hay nói dân pra bị made of đọc bê là ní made from grapes thưa màu bị đôi khi nha dân bỏ ná thưa màu bị play tụ bèng mà chư đôi tha retinol wine is made from grapes. Ok, ra rằng đồ nó cứ thư mô phí tầm bèng bởi chú. Tại vì ai có khí nghĩa, càng nay dừng pra made from grapes, thư mô phí tầm bèng bởi chú, mẹ mình đây tha tay tầm bèng bởi chú sốt tê, kì miên liê cường xóm kì hỏi ná. Đâm bây ao việt tầm chí ra bàn. Tại đọc bên này made of, nhé, made of gold ấy cứ, đồ chìa xài co bởi chú nghe, my chain is made of gold. Okay, my chain is made of gold. Chẳng made of gold cái này ní thưa mà bị miếng cứ nhé miếng bị sốt mòn do máu chân này vì slow vì hơi dương thưa đại mà xin đây bậc cao trên chiếc sải cỏ mà cứ vì trên máu miếng sốt ăn miếng lìa xa để chít ấy thì anh nói á made of cái nhé vì khó khăn gì cái này nè đặc biệt nè made in China cái nhé đẹp trong chữ môi đừng bật tê origin về original màu bị kháng na và bị na ấy chẳng tự nhé. Chẳng bà dương vật tế dương đặt mẹt in thôi nơi vật tế na đôi ta my clothes was made in China. Ok cả bậc nhóm trời bàn bật láng nơi không vật tế chân ấy chẳng tự rồi có this video is made by me nhé video này trời bán bằng cả làng đói đói cái nhóm
thì họ chẳng nè. Ok, đọc từ tiền. Produce a reaction. Ok. Produce a reaction. Chẳng tệ tôn cho mùi nâng ca bóng ca nâu praticam. Thôi ở viên miền praticam là thôi ở miền praticam được bóng ca được miền praticam nè. Chẳng như bà make. Ủa tí họ. Make your eyes water. Ok. Thôi ở phần này miền tất rồi có thôi ở hồ tất phần này. Thôi ở chanh tất phần này. Thì họ chẳng á. When you eat chili, it will make your eyes water. Nói bên đây này ai nhằm mặt tế. Vì nó thôi ở này ai nâng. Hồ tất phần này, chanh tất phần này. Ok. Make you happy. Thôi ở này. Thôi ở này ai sẽ bài chết. I want to make you happy. Thì họ chẳng á. Mình chẳng quên ai sẽ bài chết. Make you sleepy. Thôi là ai ngồi đây để chẳng tự. Drink milk make you sleepy. Nhằm tập bác cô thôi là ai ngồi đây. Make you smile. Ok. Thôi ai là ai nhầm. Ok. I want to make you smile all the time. Nhầm chẳng ai là ai nhầm. Cục bê với lia tầm. Oh. Đồ chếp ca tập quân trừ. Tập chi. Ảch cùi chân tư thì họ nè. Ok. Another one is plans and decisions. Để tôi chú mùi nâng. I'm sorry, not plan. Plans and decisions. Plan tôi chia rụt bà chia tí nè. Plans and decisions. Để tôi chú mùi nâng phán cá hỏi nâng cao sử mẹ chết. Make arrangements. Ok. Make a decision. Make a choice. Make a plan. Chẳng hạn nó có dựng phải make đai, mình phải đủ tì. Make arrangements. Ok. Thôi cả nạp chuông. Can you make an arrangement for me on this Sunday? Tại này anh ai thôi cả nạp chuông. Ở khi nhóm bán ấy, nơi thằng ngày ở tận ấy, with Mr. John. Chúng mình đang đúng John này chẳng thể ná. Make a decision. Thôi cả xin mẹ chết. Can you make a I'm sorry. Can you make a decision immediately? Ta này anh ai thưa ca sẽ mẹ chật phim phim nâng ban ớt. Make a choice. Ok. Choice. Thưa ai miên chùm rơ. Make a choice. Can you make a choice? Rồi có make a choice nếu vì ai sẽ điên nâng thưa ca sẽ mẹ chật đấy. Thưa ca chật rơ mình chật rơ có sẽ điên sẽ mẹ chật đấy. I want to make a choice for you. Khiêm chong ao chấm rực tới nè ai. Thì ổ chẳng nè. Chẳng dương đó là cả cái choice ấy tự nè. Make a plan. Ok. Thư phán ca. Thư phán ca. Chẳng dương. I want to make a big plan for my future. Khiêm chong thư phán ca. Thông sẽ mẹ bà nà cụt. Khiêm mấy chẳng màu nè. Okay, another one, speaking and sounds. Tại tôi chỉ muốn nâng ca này dưới hai nâng xâm lệnh. Chẳng có những bà mệt đại, ná, mình bà đủ tê. Make a noise. Rồi còn make noise. Chẳng thật ná. Lộ la, make noise. Make a comment. Thưa ca comment. Rồi có thưa ca đòi dự bò, ná, comment. Make a speech. Thôi cả một dây. Chỉ xa thiệt nại chân tư. Make a suggestion. Ok. Thôi cả xa xong. Don't make a lot of noise. Còn lộ lạc hàng page. Can you make a sensitive comment? Ta này anh ai thôi cả comment ổi. Xong sọp màn ớt. Thưa ca comment ao về miền hạt Paul Man Art. Make a speech. Chẳng nhiên ai chịu thì họ. Can you make a good public speech? Chẳng tờ ta này anh ai thưa ca này vậy chỉ sợ thiên nạc bản lò art. Make a suggestion. You can make any suggestion to me. Này anh ai thưa ca sản xong ấy cơ bản ấy một nhóm. Ok. Chẳng thể ở đây dân bà make, dân miền bà màn cho nói được bàn hiệp rõ bụi cả hói. Dân miền food, dân miền drink, dân miền meals.
dương miền product, dương miền material, dương miền origin, dương miền produce a reaction, dương miền plans and decisions, dương miền speaking and sounds. Chẳng tiếng hỏi này dương pra make, hay dương pra do. Đã tương chú mùi nâng work, jobs, tasks, careers, labels, như chẳng tự ná. Dương miền non-specific activities. Ok, hay dương miền reflex verb when obvious. Chẳng tiếng bay cho nói đi dương thử pra do ná. Do your homework, nâng dương score tràn. You need to do your homework. Này thật thật thưa ca nghe tiết rồi bọn này. Your homework is very important for your study. Ca nghe tiết rồi bọn này. Cứ lỏ nà xin mẹp ca sạc xa rồi bọn này. You do a good job today. Này thưa ca nghe bạn nói mình tết ngày này. Ok. Housework. My wife do a good housework every day. Cô bốn mọc nhóm thưa ca nghe tiết rồi bọn này. Chỉ riêng một ngày. Thì họ chẳng nè. Dương miền đôi tiên, do something. Can you do something for me? Thôi ấy khá là ấy chứ mà đi. Do nothing. I want to do nothing today because I feel not good. Khi nhóm chẳng thưa vầy tế thường ngày này, của khi nhóm miền ở rộng mình bỏ lao, do anything. Can you do anything? Don't be so quiet. Đó là ai thưa ấy khá là mà nó cũng sẵn ngập sẵn ngập chân. Ok? Do everything. I will do everything for you. Nhưng mà tôi hỏi mấy khẩu giác năm ấy. Nè. Do you have can do the exam ấy chẳng tới. Có miễn đi chịu thì họ bằng thêm. Năm ấy khi lô tha bằng phôn hiện đã biết tay mình bàn hiện ưu tì hó hình chẳng bị khắc cổ bỏ bà phá. Tay sẽ mẹp nẹ đại riêng ông lê bản tích tôi biết mưa video ní ai mình sẽ trở nha. Ủa đây xa ní vì chia lạc nạ vui chứ có cùng tới đây xa như thôi cả bài trái ở viên make hay những thứ chắc ưu ti ho đại khi nhóm giấy khi nhóm mặt bàn sẽ chênh màu tí chẳng hỏi bà quạt dù đắng quạt ai đạp bàn quạt quạt dù tự quạt chênh màu luôn ái rừng có bê khắc quạt mơ mình khơi nâu ưu ti ho nâng tế tại quạt ai đạp bàn chia cáp xoam phía xa bà bọn con bơm video đó bọn con ai vô rồi viên ca para make hay những thứ hay bọn con đáp nơi xâm lý án hai nâng bây giờ đại khi nhóm pra bọn con chỉ gặp xoam nơi phía xa ai bàn cảnh tại lọ bỏ sáng dân bọn con ai vô phía xa nó vô tập para bàn. Alright, I think that would be all for today between make and do, and I do hope this video can help you to improve your English use. That would be important for your everyday use, and it would be important for your writing. And this is the real English use that might help you in your real life as fast as you use your English. Thank you. Bà, nâng ai, ọc cun chan. Chẳng dây ông lê tay mình bỏ hỏi chẳng tế ná. Chẳng ọc cun chan chẳng đi bìa xe mẹt cao tù xe nà. Bà.